Xin chào thầy và tất cả các bạn. Hôm nay mình xin trình bày chủ đề Cybersexual. Cybersexual liệu có phải là xu hướng tính dục hay là sự hấp dẫn ý trí óc? Cybersexual có nguồn gốc từ tiếng Latin sapient, có nghĩa là thông minh hoặc khôn ngoan, và sexit, một từ liên quan đến giới tính. Cybersexual là những cá nhân bị thu hút hoặc lôi cuốn bởi trí thông minh của người khác. Dấu hiệu nhận biết một Cybersexual: bạn dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ, cho dù hai bạn có thể là bạn bè trong nhiều năm trước khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Bởi vì một Cybersexual cần hiểu rõ tâm trí của bạn trước khi họ có thể thực sự bị thu hút bởi bạn. Từ đó, sự quan tâm của người ấy dành cho bạn ngày càng nhiều. Sau khi họ đã hiểu rõ về bạn, thì có khả năng họ là một Cybersexual. Các Cybersexual đề cao tất cả các khía cạnh thông minh, trí tuệ cảm xúc và trí tuệ thông minh hài hước là những thứ đáng giá và kết nối những người Cybersexual. Điều đó có nghĩa là các Cybersexual không thích sự thông minh một cách cứng nhắc và khô khan. Một Cybersexual có thể ngưỡng mộ bạn vì sự trưởng thành về cảm xúc và sự sắc sảo trong suy nghĩ, chứ không đơn giản là trình độ học vấn của bạn. Họ coi trọng sự thông minh trong câu chữ của bạn. Qua quá trình giao tiếp, Cybersexual dễ bị thu hút bởi những người có cách ăn nói thông minh, bởi vì khả năng giao tiếp với trí thông minh của bạn không chỉ trong lúc đối mặt mà có thể được thể hiện trong cách viết. Bạn có cùng mức độ thông minh với họ. Một Cybersexual là những người đề cao sự thông minh, trí tuệ, vì thế mà họ cũng sẵn sàng để chia tay với ai đó. Họ thậm chí không bao giờ hẹn hò với người mà họ không coi là thông minh. Họ tìm kiếm một người có trình độ nhận thức ngang bản thân họ, thậm chí là hơn. Họ tôn trọng sự khiêm tốn của bạn. Có thể là hai người thông minh, tài giỏi, nhưng để lựa chọn một người thì nhiều người Cybersexual có xu hướng ấn tượng bởi sự khiêm tốn của một người có tài năng xuất sắc hơn là những thành tựu khác nhau mà người đó liệt kê ra. Họ không thích nói chuyện phím. Bạn có thể thấy rằng họ không thực sự thoải mái khi phải gượng ép với những câu chuyện tầm phào trong lần đầu gặp gỡ. Nói chuyện phím bị nhiều người ghét, nhưng đặc biệt là các Cybersexual, họ cảm giác thật vô vị và nhạt nhẽo. Một Cybersexual có thể chọn cách im lặng khi phải nói chuyện phím với người lạ. Trí tuệ là thứ đẹp nhất đối với họ. Một số người bị thu hút bởi ngoại hình, như là cao ráo, thân hình quyến rũ, hoặc bởi địa vị, hoặc tính cách cá nhân như lôi cuốn, thân thiện, tốt bụng, chu đáo. Đối với một Cybersexual thì vẻ đẹp mà họ ngưỡng mộ nhất là trí tuệ. Cần có cuộc thảo luận trí tuệ trước khi có một mối quan hệ có tình dục. Đối với một người là Cybersexual, việc được thỏa mãn nhu cầu về tinh thần sẽ khiến họ hạnh phúc hơn nhiều. Và nó cũng có thể là nền móng trước khi sự hấp dẫn cho tình dục xuất hiện. Khi một mối quan hệ mà họ cảm thấy nó không có chỗ cho trí tuệ, sự thông minh sẽ khiến họ cảm thấy chán nản, bị gò bó. Trí tuệ chính là chất xúc tác không thể thiếu để tăng tiến hay là duy trì mối quan hệ với Cybersexual. Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để biết Cybersexual là gì và sự chú ý của họ ở đâu. Niềm khao khát về sự trưởng thành chín chắn trong việc tiếp thu trí thức của bạn cùng với họ khi mà bạn thật sự muốn có một mối quan hệ mật thiết với họ. Phần trình bày về Cybersexual của em đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.